Mạnh Quỳnh nhói lòng khi Wendy lần đầu tiên kể hết sự thật giấu kín về mẹ Phi Nhung, xót xa hơn những đứa con khóc gọi mẹ ở tang lễ. Trong một tháng Phi Nhung qua đời, con gái Phi Nhung chia sẻ loạt ảnh chưa từng công bố của mẹ và tiết lộ tình trạng mấy đứa em tại Việt Nam. Hậu tăng sự của mẹ, con gái ruột Phi Nhung, Wendy Phạm đã có buổi livestream giao lưu trò chuyện cùng khán giả, đồng thời công khai loạt ảnh quá khứ bên mẹ. Sau gần một tháng ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhiều khán giả vẫn chưa thôi bàn hoàng và xót xa cho nữ nghệ sĩ tài năng nhưng bạc mệnh. Mới đây trên fanpage Phi Nhung bất ngờ có cuộc live stream của con gái của ca sĩ từ Mỹ. Sau khi mang di ảnh của mẹ đi du lịch một vài nơi, Wendy đã lên sóng trực tiếp, tâm sự với khán giả, trải lòng về những biến cố vừa qua. Mở đầu live stream, Wendy đọc những email gửi đến cho mình và mẹ Cô không khỏi xúc động trước tình cảm của mọi người, Wendy nghẹn ngào nói lời cảm ơn những khán giả quan tâm yêu mến hai mẹ con trong suốt thời gian qua. Sau đó Wendy chia sẻ một số hình ảnh kỷ niệm của mình cũng như mẹ lúc sinh thời, rất nhiều thứ hình của cố ca sĩ thời trẻ chưa một lần công bố trước công chúng, nay được con gái dần hé lộ. Cũng trong livestream, con gái cố ca sĩ tiết lộ, số lượng hình ảnh của mẹ phải tính bằng thùng. Tuy nhiên trong gần 30 phút phát trực tiếp, cô chỉ chia sẻ một vài khoảnh khắc con để lại dịp khác. Trong loạt ảnh mà Wendy chia sẻ, nhiều người không khỏi xích xoa trước vẻ đẹp dịu dàng ngọt ngào của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, cuối buổi livestream, Wendy bất ngờ chia sẻ kế hoạch chăm sóc các em nuôi. Cô cho hay khi dịch bệnh không còn căng thẳng sẽ về Việt Nam thăm các em, còn hiện tại vẫn tạm thời để phía nhà chùa lo liệu và chăm sóc. Trước đó, sau khi tang lễ tại Mỹ của mẹ được hoàn thành, Wendy cũng từng chia sẻ sẽ, sẽ cùng mọi người bàn bạc để tính toán lo cho tương lai 23 em nuôi.